Đây này, báo wifi xem. Còn bộ này không wifi nhá, bộ này thì nó có màn hình ở đây này, cảm giác này. Nhưng mà mình bỏ đi, mình chế lên cái màn hình này vào nhìn nó đẹp hơn. Một thứ hai là cái màn hình này độ nhá, sang màu trắng đây các bạn nhìn này. Đấy, không có đèn khác mà có đèn khác nhá. Đây thế này. Không đèn này, có đèn loại khác nhá. Ban ngày tức là các bạn lắp đèn này vào thì ban ngày hay ban đêm đều dùng được, đều thì nhìn thấy số, nhảy nhìn phê lòi luôn. Rồi hello, xin chào các bạn. Rồi rất vui các bạn quay trở lại kênh sao rẻ thế.com. Đấy, hôm nay mình đang vừa mới hoàn thiện xong cái bộ hòa lý bám tải nhá, cộng với không bám tải. Mình sẽ chia sẻ một chút hôm nay cho các bạn xem cái bộ này đang là đỉnh cao bây giờ các bạn ạ. Hơi bị hay luôn. Mình đang mới lắp thử bộ này cho bạn cùng xem. Đây. Hai bộ. Một bám tải, một không bám tải nhá. Hai bộ này là chạy kết hợp với nhau luôn. Mình cho bạn cùng xem. Đây sẽ như thế nào. Bộ này mình đang khống chế cho nó chạy ở mức, thật ra không phải khống chế mà trong phòng của mình hiện tại bây giờ đang sử dụng nó chỉ ở ngưỡng khoảng 600W bạn ạ, 560W. Đây bạn nhìn đồng hồ nó báo này, báo không này. Tức là toàn bộ điện lưới đang không dùng đến nhá. Bây giờ đang là dùng từ điện từ hệ thống pin mặt trời này đẩy vào trong gia đình sử dụng. Là nó tầm khoảng 600W. Còn lại bao nhiêu là cái bộ hòa lưới điện, là cái bộ bám tải này nó sẽ nạp xuống ắc quy đây, chính ắc quy đây. Nạp vào hai cái bình 200, một bình 100. Tức là dư bao nhiêu là nạp vào hết luôn. Dùng cực kỳ phê. Đấy, cho các bạn xem. Hiện tại như cái phòng của mình dùng bây giờ coi như là bẹt bô rồi. Máy tính mới quạt là chạy tị tã xóa luôn rồi. Đấy, cho các bạn xem, chạy phê luôn. Đây, cho các bạn xem cách nắp luôn. Bởi hôm nay sáng nay có một anh ấy chuyên hệ thống nước, anh ấy vào anh xem bộ này, anh nhìn phê lòi luôn mà thích luôn. Đây. Mình sẽ chia sẻ một chút về cái cách nắp đặt nhá, bởi vì anh này anh vào anh cũng bảo là nó hơi khó xem. Thì mình chia sẻ luôn ở đây là cái bộ mình đang lắp nó có cái gì cho bạn xem này. Ở đây nó có 3 cái át đúng không? 1 át, 2 át, 3 át. Át này 60A này. 60, 60 này. Át này 30A này. Cái át này để bật tắt điện. Tức là bộ này cái điện hòa lưới nó sẽ qua cái này. Toàn bộ điện ở trong này hòa lưới được bao nhiêu sẽ đẩy ra đây. Chính là cái này. Còn đây là hai cái át này là của hai hệ pin mặt trời ở trên. Ở trên nóc là mình đang lắp hai bộ pin mặt trời. Một bộ chạy cho hòa lưới bám tải và một bộ chạy cho cái này, tức là một bộ chạy cho bám tải và một bộ chạy cho cục không bám tải. Đấy, thì cái cục chính mình để chạy là cục không bám tải, à cái cục bám tải. Cục phụ là cục bám cái cục phụ là cục không bám tải này, cục chính là cục bám tải là cục này. Đây. Đấy, hai cái bộ cho bạn xem. Nhìn bộ này thì đúng là mê hồn luôn. Từ lúc mình lắp bây giờ mới được có 19 số. Một ngày trung bình được khoảng 4 số điện. 4 số, bởi vì thời gian nhà mình dùng nó cũng chả hết được. Riêng cái phòng này. Lắp cho bạn xem. Hai cái này của hai át này. Đây là lắp ngày sản xuất của nó rồi, đây là hệ thống pin này, điện nó vào đây này. Qua cái bộ này, bộ này bộ bộ đo trung tâm thì ở đây. Còn cái bộ này là bộ đo riêng. Bộ đo riêng của bộ 1000W thì đo ở đây. Qua cái này. Nó báo nó ngồi đây là bộ này đang hòa lưới được 260. Bộ này được 250. 256 thì tổng nó hòa lưới hai con nó được khoảng 500 mấy thôi. 600 của hai con này. Đây các bạn nhìn hai cái đồng hồ này. Bạn sẽ nhìn được ra cái đồng hồ là tổng nhá. Tổng là cái này. Còn hai con này là của hai con hòa lưới, con này hòa được bao nhiêu thì nó báo trên đồng hồ này. Con này hòa được bao nhiêu báo trên đồng hồ này và ra đồng hồ tổng ở đây. Trong phòng của mình hiện tại đang dùng hết khoảng 600W. Đấy, cái số nó nổi lên cho bạn xem. Sẽ kiểm soát qua wifi nhá, đây chính là thiết bị này. Thì các bạn có thể dùng điện thoại và biết được là bộ này đang hòa lưới bao nhiêu watt. Mình cho bạn xem luôn nhé. Xem bộ này rất là phê luôn đây. Chính là phần mềm để xem hòa lưới này. Đây cho bạn xem luôn. Nó đang báo này. Sumarin cập nhật 2 phút trước này, đang là báo 380W. Đây. Đây là cái tốt daily gradation, tức là cái bảng báo xem hôm nay là nó ăn được bao nhiêu điện. Đấy, nó hòa lưới được gần một số điện này, 0.7 này. Cho bạn xem này, hôm qua này. Hôm qua được là 3.2 kWh rồi. Chính là ngày hôm qua. Còn hôm nay thì nó ra được này 0.7. Bắt đầu mới đang buổi sáng tầm 10 giờ 10 giờ 28 phút. Đồng hồ nó báo. Rồi tới mình sẽ nâng cấp cái này lên này.
Cái này mình sẽ nâng cấp thành cái đèn đẹp lắm bạn, nhìn phê lòi luôn, nhưng con này nhìn nó hơi xấu. Cái đèn này nhìn không không được đẹp mắt lắm, bởi vì nó không có màu. Và tới mình sẽ làm cho hai cái led có màu nhìn hoa mắt luôn, nhìn kết nổ đĩa. Còn đây là hệ thống đang chạy thử này. Bộ nếu các bạn mua thì nên mua cho mình cái bộ 600 thôi, còn 1.000 nó hơi thừa. Như nếu như ở xưởng sản xuất ấy, thì mua 1.000, còn nếu như nhà dân thì không nên mua 1.000, nhà dân chỉ mua 600 thôi. Bởi vì nhà dân mà chạy tầm 600W là chạy rất là nhiều thiết bị trong nhà rồi. Ban ngày thường mọi người đi làm hết thì cái lượng điện mà sử dụng thì không thể nào mà đến tầm 600W được. 600W thì như phòng của mình là máy tính bật này, quạt bật này, đèn bật này thì mới đến 600. Chẳng hạn như bây giờ mình đang dùng này nó tầm 550W này. Đây. Điện lưới đang dùng là có 7W thôi này. Điện lưới 7W là 7 lưới W để dùng để duy trì cái bộ này chạy. Các bạn ạ, chứ không phải là nó đang hoạt động mà chú ý. Nó khác nhau chính chỗ ấy. Đấy, hệ thống hoàn thiện sẽ như này. Báo wifi xem, còn bộ này không wifi nhé. Bộ này thì nó có màn hình ở đây này. Cảm giác này. Nhưng mà mình bỏ đi mình chế đến cái màn hình này vào. Nhìn đẹp hơn. Một thứ hai cái màn hình là độ nhé. Sang màu trắng để các bạn nhìn này. Đấy, không có đèn khác mà có đèn khác nhé. Đây, thế này. Không đèn này. Có đèn lại khác nhé. Ban ngày, tức là các bạn lắp đèn này vào thì ban ngày hay ban đêm đều dùng được, đều thì nhìn thấy số, nhảy nhìn phê lòi luôn. Đấy, tiếp đến là cái phần quan trọng nhá, phần tiếp theo này chính là bộ acquy để sử dụng. Bộ này là bộ nhỏ, thành ra mình lắp có hai acquy thôi, hai bình 200. Đấy, làm bằng giá, nhưng mà cái giá này nó không đẹp, trông nó hơi hơi hơi, hơi đẻo bạn ạ, gọi là được thôi, làm bằng gỗ cắt thôi, mới cắt làm cái khuôn rồi đó. Đây, hai bình 200 và một bình 100 ở trên. Bình này 100 là bình mua trước, mua ban đầu là bình này. Thì bây giờ mua rồi chả nhẽ không dùng, thành ra mình lại lắp luôn vào đây. Và bộ này đang lắp qua bộ cân bằng tải, cân bằng quy. Bạn sẽ thấy này, tức là khi lắp qua bộ cân bằng này nhé, thì bình này nhiều điện hơn đúng không? Thì nó tự nó sẽ san sang bình dưới này, cho bình bằng điện nhau. Như của mình bây giờ là cái bình trên cùng nó đang bị điện thấp này, đang ít điện hơn hai, tức là ít điện hơn hai bình này luôn. Thì bạn nhìn nó lên volt 12.3 này, tự nó sẽ cân bằng để cho ba bình này điện áp bằng nhau. Tức là nó cái bộ cân bằng này nó chạy là nó dựa trên nguyên tắc là không quan trọng là dung lượng bình bao nhiêu, nó chỉ quan trọng là cái áp này này lên bằng nhau là đạt, thế thôi. Thì khi cái áp nó đủ thì nó sẽ báo là bình đầy, chứ nó không quan trọng dòng ở trong. Tức là bình 100, 200 hay 300 nó không cần biết, chỉ cần biết là bình này nó báo đầy là dừng lại luôn. Nên mình chia sẻ một chút về bộ hòa lưới bám tải và không bám tải cho các bạn xem nhé. Tức là những bạn nào mà đang có muốn lắp một bộ để sử dụng gia đình ý, thì như mình dùng rồi thì mình khuyên tốt nhất là lên lắp cái bộ không bám tải, chính bộ đỏ này. Bộ đỏ thì các bạn thể vào trang web và tìm nhé, rất là nhiều luôn, sao rẻ thì.com có bộ hòa lưới không bám tải cho các bạn. Còn bộ bám tải này thì theo như mình dùng rồi mình phải công nhận là không nên lắp các bạn ạ, chi phí nó cao quá. Một chi phí cao, hai là về vấn đề bảo dưỡng rất là khó luôn, bởi vì nó liên quan đến phần bình ắc quy và cái phần điện đấu nối ở trong nó lằng nhằng luôn. Các bạn nhìn thấy hệ thống này không, dây lên này, các cái dây lằng nhằng trong này nó đều liên quan đến bộ bám tải này. Còn bộ không bám tải thì nó chả có cái gì cả, mỗi cái này điện từ pin vào cắm ra cái phích cắm cắm đầu điện xong hết vẹo. Nhưng mà riêng bộ bám tải này còn liên quan đến wifi, ắc quy, điều khiển sạc ở trên. Điều khiển sạc phải chơi bộ hàng cao cấp như thế kia mới chơi được bạn ạ, còn bộ thường thì không chịu nhiệt được. Đây là những cái điểm yếu mà bộ bám tải sẽ không thể nào mà trụ hạng được, mà nhà dân người ta không mua. Nên những bạn nào đang có nhu cầu mà muốn định lắp bám tải để ban tối về dùng, tốt nhất là nên thôi luôn bạn ạ, chi phí nó cao quá, không không hợp lý. Đấy, những cái thứ mà mình muốn chia sẻ một chút cho các bạn xem là về bám tải và không bám tải, và thực tế là bộ nhà mình đang dùng. Bởi vì mình là phân phối pin tổng đại lý thì mình sẽ làm một bộ mẫu luôn, dùng thử trải nghiệm để xem như nào để cho bạn có cái trải nghiệm đúng nhất về người dùng, là có nên cân nhắc đầu tư pin hay không. Còn cái pin này thì nhiều bạn dùng rồi thì như mình lắp thì mình khuyên là lên lắp pin nghiêng một góc tầm 45 độ thì đảm bảo cho các bạn là pin cực kỳ bền, dùng lâu. Bởi vì pin này nếu mà các bạn sẽ dùng như vậy thì bảo hành tầm, tức là nó sẽ bền được khoảng 10 đến 15 năm. Nhưng khi lắp bạn phải nhớ lắp pin nghiêng một góc 45 độ. Còn nếu mà bạn nào mà lắp pin mà nghiêng không đủ 45 độ thì mình không đảm bảo được nó chạy bền đâu.
Vì nhiều bạn lắp pin này nó vứt trên nóc nhà. Hôm trước là có mấy bạn bạn ấy lắp nóc nhà, sau đó bạn trình bày là pin nó chạy kém không được bao lâu, bởi vì các bạn có làm đúng kỹ thuật đâu. Vứt lên nóc nhà pin nó không bền, bắt buộc các bạn phải lắp nghiêng góc thì nó không đọng nước ở mặt dưới mặt trên, cực kỳ bền luôn, và nó có gió nó vào để nó tản nhiệt cho cái tấm pin nó nguội bớt đi, bởi vì các bạn biết là tấm pin nó nóng như vậy mà phơi trên nóc cực kỳ nóng luôn, nóng khủng khiếp luôn ạ. Mẹ dán trứng luôn được. Ừ, cho bạn xem hai bộ nhà mình đang lắp. Để quay cho bạn xem luôn thực tế nhá, đỡ phải là bóc ra hay làm gì cả mà dùng nhìn thấy luôn là đang chạy. Ừ. Còn đây bảo đây, để tiếp theo cho bạn xem này nữa. À, nhiều bạn thích xem này, mình cho xem luôn cái này. Nhìn mê luôn. Đây. Cái bộ này từ lúc mình lắp bây giờ các bạn nhìn này, nó báo hòa nước bao nhiêu này? 28 số điện. 28.7. Ngày hôm nay là hòa nước 0,9 số này, gần một số điện này cho ngày hôm nay này. Còn từ lúc mình lắp bộ này là nó đã được 28.7 số điện. Mà trong khi cái đồng hồ này mới có 19 số, bởi vì cái bộ này đồng hồ lắp sau. Và bộ này được 18 số, bộ này là mình lắp, tức là bộ này mình ghép lại với nhau chứ không phải là gốc là nó như thế này. Bạn phải hình dung thế nhá. Đấy, tức là đầu tiên mình lắp bộ này, sau đó mình chuyển sang lắp bộ này, và bộ này lắp sau cùng thì thành ra nó báo 19 số. Chứ tầm một bộ hai bộ, tức là với tốc độ bộ pin của mình nó sản xuất ra thì một ngày nó được tầm khoảng 4 số điện. 4 đến 5 số. 5 số điện. 5 số nhân với giá 15.000 thì một tháng chỉ giảm được khoảng 500.000. 500.000 và mức đầu tư này chỉ mất tầm 3 năm mới lại vốn. 3 năm với những bạn mà tầm từ Thanh Hóa đổ vào ấy, nắng có nhiều. Còn Hà Nội phải tầm 4 năm. Bởi vì nó có một mùa nó không nắng nhiều. Đấy, chứ còn tầm từ Thanh Hóa đổ vào nắng vỡ đầu các bạn ạ, thì các bạn yên tâm luôn là chạy xóa luôn. Chạy công suất hết hết công suất của pin luôn. Ok nhá, cảm ơn theo dõi clip mình hôm nay nhá. Một chút chia sẻ về pin mặt trời, vì cái đến mùa nóng rồi, nhiều bạn cũng muốn tìm hiểu thêm về cái pin này. Một chủ đề rất là hot mà nhiều người thích xem. Không phải xem mà muốn tìm hiểu mà không ai lắp và không ai chia sẻ kỹ về cái bộ này. Toàn nó có qua rồi. Còn buổi sau mình sẽ nói về vấn đề cái ắc quy này bảo dưỡng như thế nào và dùng như thế nào để cho nó bền lâu nhé. Đây còn cho bạn xem cái máy phát này. Đây đã mua đến con Kama 6.000 năm mà các bạn biết rất ghê rồi, 5 kg luôn mà mình bỏ xó này phải 3 năm rồi chả bao dùng, là bởi vì chỗ mình năm mất điện có 2 lần rồi. Mà con này dòng Silent chạy chỉ có phê lòi thôi, còn ít ít khi dùng để bỏ xó luôn.